Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần câu hỏi liên quan tới GRE N4 mọi người nhé. N4. Hay. Tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau giải quyết được 20 câu đầu tiên rồi. Các bạn thấy có dễ không ạ? Hay khó? Thì ngày hôm nay với 20 câu tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lần lượt giải thích chi tiết từng đáp án mọi người nhé. Ok, rồi bắt đầu. 21番. わからないことばは 辞書で 何々 1. 引きます 2. 調べます 3. 話します 4. 書きます. Hay, cho Mina ga itta tori ni desu ne. Rồi, tất cả mọi người đã chọn được phương án số 2 và các bạn cũng có comment phương án dịch đó chính là tra từ điển. Hay, bởi vì bản thân cái từ shirabemasu chúng ta sẽ dịch là tra cứu, đúng không? Ở đây là tra cái gì mọi người nhỉ? Wakadanai kotoba chính là tra cứu những cái từ vựng mà mình không hiểu, mình không biết, đúng không? Bằng cái gì đây? Bằng cách thức phương tiện đó là bằng cái từ điển, đúng rồi. Chính xác, từ này tôi không biết nên tra bằng từ điển. Ok, ok rồi. Số 1, hikimasu, có bạn nào comment chưa? Hikimasu. Rồi, bạn Kim Anh comment rất là nhanh này, bạn có nói đây là từ kéo, đúng rồi. Bây giờ các cái cửa kính của mình ấy hay có gọi là kéo sang hoặc là đẩy vào, đúng không? Thì hikimasu chính là kéo nhá. Ngoài ra nó còn có nghĩa gì khác không? Có bạn nào biết không ạ? Ừ, rồi, nó có thể là phép trừ nha. Rồi mình sẽ viết là trừ đi, đúng không? Trong phép tính cộng trừ nhân chia ấy thì hikimasu là trừ, được chưa mọi người? Hay, đúng rồi. Còn số 3, hanashimasu là nói chuyện. Hay, hanashimasu. Và cuối cùng, số 4, kakimasu là viết. Đúng nào. Trong quá trình chúng ta chữa thì các bạn nếu mà có từ nào mình bị quên thì nhớ chụp nhanh lại màn hình hoặc là memo vào trong vở trong sách nhá, để mình ôn lại sau buổi live, được không ạ? Hay, ii desu ne. Ikimashou. 22 bảng. Hay. Hay. Ngoài ra thì 20 câu trong các buổi live của Dũng Modi thì sẽ được chắt lọc từ chính giáo trình mà Dũng Modi biên soạn, độc quyền của Dũng Modi luôn. Ngoài ra là những cái câu này rất là hay, những cái câu điển hình dễ sai hoặc là nó rất là phổ biến ấy mọi người, thì sẽ được lấy trong sách này, trong các bài giảng khóa học trên app hoặc là trên web của Dũng Modi. Vì vậy nếu mọi người muốn luyện tập nhiều hơn thì cũng có thể tham khảo các đầu sách và là khóa học của bên mình nhé. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp sang câu 22. Có bạn Kim Anh chọn 2, Đặng Phát 2, Song Hỷ 2, Bảo Long, Huy Vũ cũng chọn 2. Shimete. Ok, hai số desu ne. Chính xác. Samui no de mado shimete mo ii desu ka? Ở đây chắc chắn là ngữ pháp vete mo ii desu ka? Là xin phép, đúng không mọi người? Xin phép làm gì đây nhỉ? Mado chính là cái cửa sổ. Ok, xin phép đóng cửa sổ, đúng không? Bởi vì lý do là gì nhỉ? Samui no de, vì lạnh quá, vì rét quá, đúng không? Tôi đóng cửa sổ lại có được không? Số 1, akeru thì là từ trái nghĩa, đúng không? Nó sẽ mang nghĩa là mở, không phù hợp. Ví dụ nóng quá mở cửa ra thì nghe hợp lý, đúng không? Hajimeru thì hajimete là bắt đầu. Bắt đầu. Ok, còn số 4, sodateru có ai comment chưa? Sodateru. Ok, bạn Kim Anh này. Hay, rồi mình nhìn thấy comment của bạn Kim Anh, bạn có nói đây là nuôi dưỡng chăm sóc, chính xác ạ. Nuôi dưỡng, nuôi dạy hoặc là chăm sóc. Rồi đi tiếp, câu số 23. 23 nào. Digital camera wa kirei ni nani nani kimasu ne. 1. Utsuri. 2. Uchi. 3. Okuri. 4. Ochi. Hay, một động từ đi với đuôi mắt sự bình thường thôi, nhưng mình sẽ căn cứ vào ý nghĩa của câu, đúng không nào? Ok, bạn Tài Sàng là người đầu tiên comment của câu 23, bạn chọn 1 này. Kim Anh chọn 1 là chụp, đúng rồi. Ok, rồi. Máy ảnh kỹ thuật số thì chụp đẹp nhỉ? Ok, bạn Lịch Nguyễn. Utsurimasu có nghĩa là chụp, đúng không? Liên quan tới cái máy ảnh thì chắc chắn là đúng rồi, đúng không? Còn digital được thì mình sẽ hiểu là máy ảnh kỹ thuật số, đúng không? Chụp ảnh đẹp nhỉ? Kire nhỉ? Uchi. Nếu mà xét là danh từ thì uchi là nhà. Ok, nhưng các bạn để ý nhá, cái đuôi của chúng ta đang là động từ, đuôi masu. Vì vậy, uchimasu thì mình sẽ hiểu là gì mọi người? Utsu nha. Utsu có nghĩa là đánh, vỗ, gõ, đập. Nói chung là cái động từ này liên quan tới các động từ mang ý nghĩa rất là mạnh mẽ mọi người nha. Hầu như mọi người đều comment là nhà đúng không? Nhưng mà chúng ta đang để ý là có đuôi masu, đuôi động từ nha. Okurimasu rồi, như có bạn Thành này, bạn Hỷ và bạn Kim Anh có comment đây là chữ gửi. Okurimasu là gửi, hay gửi hành lý đúng không? Đồ đạc. Còn ochimasu là rơi dụng. Rơi dụng, đúng không? Ví dụ như lá rơi ấy, hay là đồ đạc mình đánh rơi, đúng không? Ochimasu. Ok ạ. Tiếp theo câu số 24 cả nhà nhá. Hay 24 nào. 突然大きな音が聞こえたので 何々 1. 集めました 2. 片付けました 3. 驚きました 4. 折れました 5 bằng ですか? Tú Nguyễn chọn 3, Phan Huy Vũ 3, Đặng Phát chọn 3. So this ね. 3 bằng です. 驚きました. Từ này mình sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Ngạc nhiên. Đúng không? Ngạc nhiên. Giật mình, đúng không ạ? Lý do mình chọn 3 bởi vì ý nghĩa của câu này, đúng không? Totsuzen là đột nhiên mọi người ạ, đúng rồi. Có Bảo Long và Lịch Nguyễn cũng comment được phương án dịch rồi này. Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh lớn, đúng không? Cho nên tôi thế nào?
Odorokimashita, tôi giật mình, chính xác. Bây giờ những đáp án còn lại nào, số 1, số 2 và số 4. Ok, số 1 các bạn có comment là tập hợp, chính xác ạ. Atsumemasu là tập hợp, là sưu tầm. Ok chưa, sưu tầm tùy ý nghĩa nhá. Katazukemasu, ok, dọn dẹp, chính xác. Dọn dẹp, sắp xếp, đúng không nào? Đấy, ví dụ đồ chơi hoặc là giấy tờ ở trên bàn. Còn số 4, odemasu là từ gãy mọi người nha. Gãy, ví dụ như là trong cây, đúng không? Kiga odemashita, hay là xương, nghe hơi sợ đúng không? Nhưng nó đi được nha. Cây gãy hoặc là xương bị gãy. Đấy, quá là chi tiết đầy đủ luôn rồi mọi người nhá. Chỉ tội mỗi là viết bảng điện tử cho nên là chữ hơi xấu, mọi người thông cảm. Chịu khó đọc đúng không? Không đến nỗi đúng không? Vẫn đọc được nhỉ. Đấy. Ok, tiếp theo câu số 25 nào. Sugi desu. Tatemono no iriguchi ni e ga nani nani arimasu. 1. Mukatte. 2. Sawatte. 3. Magatte. 4. Kazatte. 2. Động từ thế T hết đúng không? VT arimasu. Hay. Chúng ta cần tìm một động từ có ý nghĩa phù hợp đi được với e. Các bạn biết e là gì chưa nhỉ? Đấy, gợi ý đấy nhá. E là tranh, chính xác. Đặng Phát cũng 4, treo bức tranh. Phan Huy Vũ 4, Lan Nguyễn 4. So desu ne. Kazaru, kazatte có nghĩa là trang trí. Các bạn nhớ ra chưa? Trang trí, đúng không? Còn ở đâu đây nhỉ? Vị trí của mình chính là lối vào, đúng không? Lối vào hoặc là cửa vào của tòa nhà thì có trang trí một bức tranh. Rất là hợp lý, đúng không? Hợp tình hợp lý quá. Hay, mukatte, cái này thì mình cũng học nhiều ở trong buổi live lần trước của tuần trước rồi, đúng không? Mukau thì mình sẽ có nghĩa là hướng. Mình hướng cái sự di chuyển, đúng không? Hướng tới đâu đó, hướng đến đâu đó. Còn sawaru là sờ chạm. Ok, cái này của N5 thôi đúng không? Sờ chạm. Còn magatte là rẽ quẹo liên quan tới giao thông. Rẽ trái quẹo phải đấy mọi người. Tiếp nha, câu số 26. Haru yasumi wa nani ka nani nani ga arimasu ka? 1. Yote. 2. Kote. 3. Yoke. 4. Koke. 26 chọn 1. Bạn Lịch Nguyễn có dịch như sau này. Kỳ nghỉ xuân bạn có dự định gì không? So desu ne, chính xác quá. Yote chính là từ dự định hoặc là kế hoạch, đúng không mọi người? Dự định, kế hoạch, được chưa ạ? Đấy, yotte ga arimasu ka, đúng không? Bạn có dự định gì cho kỳ nghỉ xuân hay không? Haru yasumi. Còn kote, có bạn nào biết số 2 không? Kote chính là từ cố định mọi người nha. Đó, bạn nào mà không biết hoặc là mình biết nhưng mà hiện tại mình bị quên thì vẫn có thể là memo lại mọi người nhá. Còn số 3 và số 4 thì không có chữ nào có cách phiên âm hoặc là đọc như thế này. Nghỉ xuân chứ nhỉ, không phải nghỉ hè đâu mọi người nhé. Nghỉ hè nó phải là natsu yasumi, đúng không? Bình thường vô hình chung chúng ta hay nói nghỉ là có nghỉ hè, nhưng mà các bạn ở bên Nhật thì mọi người sẽ thấy là có cả nghỉ đông, có cả nghỉ xuân, vân vân, đúng không? 2. Kono nimotsu wo asoko ni nani nani kudasai. 1. Chutaete. 2. Otoshite. 3. Ukete. 4. Hakonde. So desu ne. Rất nhiều phương án 4 được đưa ra. Hakonde là của động từ hakobimasu, chính là từ gì nhỉ? Vận chuyển rồi. Ok, liên quan tới đồ đạc hành lý thì quá là hợp lý luôn, đúng không? Hãy vận chuyển cái gì nhỉ? Hành lý này ra chỗ kia đi, đúng không nào? Ok ạ. Số 1, tsutai được là gì nào? Hãy thanh thảo rằng rất nhanh này. Số 1 là truyền đạt, rất tốt ạ. Đó. Ichiba. Hãy truyền đạt. Ok. Tsutai được. Số 2, otoshimasu. Otosu nào? Số 2, otosu là đánh rơi. Hãy ví dụ đánh rơi ví, đúng không? Còn uke được là nhận. Ok, đúng rồi ạ. Hãy. Đó, rất nhiều bạn comment, mọi người nhớ đáp án rồi. Hãy, 28 nào. 28. Nani nani no jikan ni mani awanai kamoshirenai. Hãy, ngữ pháp kamoshirenai. Các bạn có nhớ cái đuôi này không? 1. Yakusoku. 2. Taiyo. 3. Jūbun. 4. Yajirushi. Yajirushi. Hãy, Hùng Văn Bùi chọn 1. Yakusoku. Có lẽ tôi không kịp giờ hẹn. Kim Anh chọn 1, so desu ne. Hãy, chính xác rồi. Cô tài quá. Ichiban desu. Hãy, omedeto gozaimasu. Tất cả mọi người đều làm đúng. Hôm nay chưa thấy đáp án nào mà phải ai mai đúng không? Các bạn đều làm rất tốt luôn. Rồi, chúng ta sẽ check câu này nhá. Yakusoku no jikan ni mani awanai kamoshirenai, đúng không? Có thể tôi sẽ không kịp giờ của cuộc hẹn đâu. Đúng chưa nào? Hãy. Yakusoku thì sẽ có hai nghĩa nhá. Một, trong câu này mình sẽ dịch là cuộc hẹn, đúng không? Ngoài ra, có bạn nào biết nghĩa khác không? Nó còn một nghĩa nữa đấy mọi người, đó là lời hứa, đúng rồi. Lời hứa mọi người nha. Đấy. Còn số 2, taiyo, mặt trời, ok, Bảo Long chính xác, mặt trời. Số 3 và 4 thì sao ạ? Trời ơi, không có kanji không hiểu được ạ. À, so desu ne. Vì trình độ N4 thì cho nên là kanji nó cũng sẽ ít hơn, đúng không? Hầu như sẽ viết bằng hira nhiều hơn ạ. Số 3, đúng rồi, Quỳnh Như cũng comment rồi, đây là chữ đầy đủ.
đầy đủ, sung túc với mọi người, đầy đủ. Còn số 4, yajirushi là mũi tên. Ok, mũi tên, chính xác. Hướng mũi tên, ok. Số 3 là tự do, tự tự do không phải là jibun nhá, tự do phải là từ jiyu, khan hy vũ nha. Kiyotsukete. Đấy, jiyu mới đúng nha. Đấy, 29. Sumisu-san wa itsumo nani-nani benkyou shiteimasu. 1. Daiji ni. 2. Daisetsu ni. 3. Nesshin ni. 4. Massugu ni. Đấy. Anh Smith lúc nào cũng học hành chăm chỉ. Ok, bạn Linh Nguyễn Dịch rất hay này. Quỳnh Như chọn 3, Hương 3. Anh Sumisu lúc nào cũng học hành chăm chỉ, Song Hỷ cũng ba, ok ạ. Nesshin ni có nghĩa là nhiệt tình, nhiệt tâm đúng không? Học một cách nhiệt tình ấy mọi người, là học rất là chăm chỉ, cần cù, chịu khó đúng không nào? Vì vậy câu này mình sẽ dịch như thế nào? Anh Smith lúc nào cũng học hành rất là chăm chỉ. Đúng rồi, bạn Quang có comment là học nghiêm túc. Ừ, ok, học một cách nhiệt tình, đúng rồi Quỳnh Như nha. Còn từ Daiji nào? Ừ, so this này, một với hai thì đều mang nghĩa là quan trọng, đúng rồi. Hoặc là trong câu gọi là odaiji ni, các bạn có hay nói như vậy không? Odaiji ni là mình sẽ chúc ai đó mau khỏe đúng không? Chúc người bị bệnh, bị ốm ấy khi mà mình đi đến thăm họ. Còn taisetsu ni, ví dụ như là các bạn rất là trân trọng, coi trọng cuộc sống hiện tại này, hoặc là trân trọng khoảng khắc thời gian mà mình dành cho gia đình ấy, thì mình hay dùng là taisetsu ni shiteiru, đúng chưa? Còn số 4, masugu ni iku, có nghĩa là đi thẳng. Hay, đi thẳng, học say mê luôn à. Hay, có bạn nào học say mê được như thế này không? Hay, いいですね. Học vì đam mê, có đây là học say mê luôn, đúng không ạ? Ok, câu 30 nào. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi đấy mọi người. 10 câu đầu tiên. Shiken mondai wa nani nani yori muzukashikatta desu. 1. Omotta. 2. Mita. 3. Yonda. 4. Kaita. Hay. Shiken mondai wa nani nani yori muzukashikatta desu. Câu 30 cả nhà ơi. Đáp án nào nhỉ? Tất cả đều được chia thành thể tạ rồi, vê tạ rồi. Và trong câu này còn có ngữ pháp liên quan tới so sánh, đúng không? Yori mình sẽ dịch là hơn. Đấy, cái gì hơn cái gì? Tất cả mọi người đều chọn một đúng không? Hãy có một số bạn đã dịch như sau này. Câu hỏi trong bài thi đã khó hơn tôi nghĩ. So this này. Hãy omotta là nghĩ đúng không? Và đây mình sẽ có chủ ngữ là câu hỏi trong bài kiểm tra, trong bài thi đúng không? Đã khó hơn tôi nghĩ, omotta, chính xác. Còn lại 2, 3, 4 có dễ không mọi người? Toàn là những từ vựng liên quan đến cấp độ N5 thôi đúng không? Mi được là nhìn, đây mình có con mắt đúng không? Nhìn, xem, ngắm, vân vân. Yonda là đọc, còn kaita là viết. Đấy, nhìn chữ Hán mặc dù nếu mà không có phiên âm bên trên thì chắc chắn các bạn vẫn đọc được, đúng không? Bởi vì đây là những cái từ chữ Hán cũng như là từ vựng rất là sơ cấp, rất là cơ bản thôi mọi người nhá. Hãy tiếp ạ. Ừ, ok. Rồi xin phép mọi người cho mình 30 giây. 30 giây để quảng cáo cũng như là kêu kem một chút xíu giữa giờ được không ạ? Hai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chữa N4, thế cho nên mình muốn sực sư mê tới mọi người hai cuốn sách độc quyền của Dũng Modi, đó là quyển tổng ôn N5 và tổng ôn N4, được không ạ? Trong cuốn sách này thì sẽ bao gồm những nội dung gì mọi người sẽ tham khảo thêm nhá. Thứ nhất, đó là từ N5 thì chắc chắn chúng ta phải đi từ bảng chữ cái đúng không? Từ bảng chữ cái này, các bộ thủ, từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp, và cuối sách sẽ là các dạng môn đai, các bài tập rất đa dạng, phong phú kèm với lời giải và đáp án chi tiết. Đó, mọi người cũng có thể là tìm đọc, đặc biệt là trong giai đoạn này chúng ta sắp thi rồi, còn 1 tháng rưỡi nữa thôi, thì các bạn hãy cố gắng tranh thủ làm thật là nhiều đề mọi người nhé. Làm đề, chữa đề thật là chắc chắn, kỹ càng để chúng ta có thể thứ nhất là ôn lại kiến thức, thứ hai là mình cọ sát với các dạng môn đai trong đề thi. Ok cho mọi người? Hãy của susume desu. Hãy Sensei có like đọc hiểu không ạ? Đọc hiểu thì sẽ vào tháng 11 mọi người nhé. Hãy trong tháng 10 này thì chúng ta sẽ đi về các kiến thức liên quan tới từ vựng là nhiều. Bởi vì trong từ vựng thì các bạn sẽ thấy là học từ vựng không bao giờ thừa, đúng không? Trong câu sẽ có rất là nhiều những từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp nữa, thì chúng ta sẽ cùng tổng ôn luôn. Còn sang tháng 11 thì mình sẽ đi đầy đủ từ các dạng môn đai của đề thi thật luôn. Tức là chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp đúng không? Sau đó là đọc hiểu, nghe hiểu, thậm chí là chia nhỏ ra. Đọc hiểu tan bơn, chô bơn như thế nào, nghe hiểu dạng môn đai 1, nghe hiểu dạng môn đai 2 như thế nào luôn. Thế cho nên là mọi người hãy cố gắng và mọi người tranh thủ xem like nhá, từ nay cho tới hết tháng 11, thậm chí là ngay trước ngày đi thi luôn. Đấy, thì đều có phần live stream hướng dẫn và đồng hành mọi người. GLBT, ok chưa? Hãy quay lại nhá. Kim Anh 1, Hương 1, ok, hãy ipai đã, đúng không? Câu này cũng là một câu khá là dễ, bởi vì chúng ta có một cái vế trước gợi ý đúng không? Takusan tabete có nghĩa là ăn rất là nhiều, cho nên onaka ga ipai đã, đúng rồi, cho nên là bụng no đúng không? Còn suita thì là từ trái nghĩa, đây là đói. Đúng không nào? Onaka ga suita. Konda là gì mọi người nhỉ? Konda là đông đúng không? Đông đúc, nói về đường xá này hoặc là cửa hàng, cửa tiệm. Còn số 4, anshin là gì? Yên tâm, đúng chưa nào? Yên tâm. Hãy ovoitemasu ka? Mọi người check lại xem là mình có nhớ được tất cả những từ vựng có trong câu không nhá. Hãy, nếu mà quên hay rơi rớt ở đâu thì nhớ chụp ảnh lại màn hình hoặc là comment lại nha. 32. Seki ga nani nani kara suwarimasen ka? 1. Sunde, sunda.
ni ai ta sang ugoi ta yong kawatta. Rồi tất cả đều là chia thể tạ đúng không? V ta cả đa kata đây chia vi ra đúng không? Vì chấm chấm chấm. Ừ, bạn Hương rất là nhanh, bạn Hương chọn 32 là 2 này. Ok. Phương 2, Song Hỷ 2, So desu ne, ni bang desu. Chúng ta sẽ có cả cụ seki là cái ghế đúng không? Chỗ ngồi ấy mọi người. Seki ga aita kara, vì chỗ này còn trống cho nên suwarimasen ka, muốn hỏi đối phương đúng không? Bạn có muốn ngồi hay không? Đấy, ví dụ chỗ mình đang trống đúng không? Đi xem xem phim thì mình hay phải mua vé đúng không? Mình lên xe buýt chẳng hạn, đi tàu chẳng hạn đúng không? Chỗ bên cạnh mình vẫn còn trống và mình mời mọi người là mọi người có muốn ngồi ở đây không, vì chỗ này vẫn còn trống đây này. Đó. Còn sunda, sunda là của từ gì mọi người nhỉ? Ừ đúng rồi, số 1 là sống, chính xác ạ. Thanh Thảo comment rất là tốt này. Hãy sunda là sống thì hay đi với trực từ là nhị đúng không? Ví dụ Tokyo nhị sunde imasu. Còn ugoku là chữ động nên mình sẽ dịch là chuyển động. Chuyển động. Hãy còn số 4, kawatta, có bạn nào comment chưa? Kawarimasu. Ừ rồi, có bạn comment là thay đổi này. Thay đổi. Kawarimasu. Ok, thay thế. Kawaku còn có nghĩa là khác đúng không? Nó sẽ tùy vào chữ Hán cũng như là danh từ phía trước đi kèm nhá. Ừ, sumimasu, đúng rồi. Hãy tiếp tục câu số 33. Hãy Lịch Nguyễn này, hãy thái nhỏ rau. Ok, hãy cắt nhỏ rau ra. Ok, 33 chọn 4 Quỳnh Như. Hãy so desu ne. Komakaku kitte. Kiru ở đây là cắt là thái đúng không? Nhưng quan tới rau mình dịch là thái nhá. Hãy thái rau nhỏ ra đúng không? Komakaku. Số 1, 2 và 3 mang nghĩa là gì nào? Ok, đây số 1 bạn Thanh Thảo nói là đáng sợ. So desu ne. Cố vai mà đúng không? Bạn dịch đúng rồi nhá. Đáng sợ. Hãy số 2 thì sao? Kanashiku. Ừ, bạn Hỷ comment là buồn, chính xác. Kanashi. Fukaku, fukai là gì cả lớp nhỉ? Fukai là sâu, đúng rồi. Sâu nói về mực nước hoặc là kiến thức hoặc là suy nghĩ thâm sâu nhá. Nói chung là cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều ok. Hãy buồn sâu đúng không? Ok đấy, đó như bạn Mỹ này, bạn comment rất là rõ ràng. Một là sợ, hai là buồn, ba là sâu. Ok. 34 nhá. 34 bạn. Đại học を卒業しても日本語の勉強を何々つもりです。1. 続ける 2. 捨てる 3. 届ける 4. 眠る. Hãy. Chắc chắn rồi, liên quan tới ngữ pháp tsumori đúng không? Đằng trước sẽ là vê đự hoặc danh từ no. Ở đây cả bốn đáp án đều có đuôi vê đự. Hãy, vậy thỏa mãn cái cách kết hợp rồi đúng không? Còn về ý nghĩa thôi. Ý nghĩa nào? Ừ, bạn Kim Anh rất là nhanh, bạn comment là 1. Tiếp tục. Hãy, Dung Khánh cũng chọn 1. So desu ne. Các bạn dịch được câu này chưa nhỉ? Hơi dài một chút xíu nhưng không khó đâu đúng không? Mình sẽ chia làm hai vế. Vế số 1 là temo, ngữ pháp cuối nửa năm đúng không? Dù tốt nghiệp trường đại học đúng không? Nhưng mà tôi vẫn có dự định làm gì nhỉ? Tiếp tục tsuzuke được việc học tiếng Nhật của mình, chính xác. Stay được là vứt, chính xác. Ví dụ vứt rác đúng không? Vứt rác. Todoke được, từ này gặp khá là nhiều trong đề N3 của tuần trước. Có bạn nào xem livestream tuần trước không? Todoke được sẽ là từ chuyển đến hoặc là gửi đến đúng không? Hành lý, đồ đạc hoặc là những cái món đồ mà mình order trên mạng ấy, nó todoke được, nó được gửi đến. Còn nếu mua được thì là ngủ thôi, đúng không? Rất là dễ ạ. Ngủ. Hai, so desu ne. 35 nha, câu tiếp theo nào mọi người. Sugi ikimashou. Hai, 35. Kuruma no nani nani ga amari nai kara toku e ikemasen. 1, sandaru. 2, kamera. 3, zero. 4, gasoline. Hai, chắc chắn hôm nào cũng sẽ có ít nhất 1, 2 câu katakana đúng không? Katakana. Hai, các bạn giải quyết được câu này không ạ? Huỳnh Như 4, vì xăng của xe hơi không còn nhiều nên không thể đi xa được. Hãy cách gì của Bảo Long khá là hay. Vì không còn nhiều xăng nên không đi xa được. Ok. Hãy ý desu ne, chính xác. Mình có gợi ý ở đây là từ kuruma liên quan tới xe cộ thì mình sẽ chọn đáp án 4 được đúng không? Là xăng. Hãy, những phương án dịch của các bạn rất là hay này, đó là cả đà là chỉ nguyên nhân lý do đúng không? Vì xe không còn nhiều xăng cho nên ikemasen thể phủ định đúng không? Không thể đi xa được, chính xác. Số 1 sandaru. Ok, bạn Kim Anh rất nhanh, đó chính là cái dép mọi người nhá. Dép sandan ấy. Đấy. Không biết cái này đúng nhá. Dép sandan này. Số 2 camera thì khỏi nói rồi đúng không? Dễ quá, máy ảnh. Còn số 3 zero chính là zero, chính là con số 0 đúng không? Một con số 0 tròn chỉnh. Zero. 2 36 nào. Hãy. Kaze o hikimashita kara shokuji no ato ni kono kusuri o nani nani narimasen. 1 tabete wa, 2 tabenakute, 3 nomanakutemo, 4 nomanakereba. Hãy, liên quan tới thuốc đúng không? Các bạn thấy không ạ? Tất cả những cái câu nó sẽ có ít nhiều một hai sự gợi ý nào đấy cho mình có thể là loại trừ và chọn được đáp án nhanh hơn. Thì ở đây mình liên quan tới viên thuốc đúng không? Viên thuốc. Hãy. Đấy, thế cho nên chỉ có động từ uống thôi, đáp án 2 và một loại ngay, không có ăn thuốc phải không nào? Bây giờ các bạn xem là cách chia nào của động từ nô mự phù hợp nhất để có thể đứng trước với narimasen nha. Đây là ngữ pháp N5 thôi ạ. N5 thôi.
Phải uống, đúng rồi, như quỳnh 4, thanh khiết 4, ok, để xíu, hãy phải uống thuốc đúng không? Mình sẽ có cả cụm là na kề đề bà, na đi ma sen, ý nghĩa là phải. Hãy, câu này cả lớp dịch được chưa nhỉ? Vì tôi bị cảm đúng không? Cho nên phải uống thuốc này sau khi ăn. So this ne. Số 3 nó cũng là uống nhưng mà lại chia là gì nhỉ? Noma nakutemo ii desu. Đấy, câu này thì sẽ mang nghĩa là không cần uống cũng được đúng không? Nói chung là ngữ pháp không cần làm V cũng được. Hãy, ok, 37. 37. Ashita wa taisetsu na kaigi ga arimasu kara nani nani wa ikemasen. 1. Okureru. 2. Okurete. 3. Okurenakute. 4. Okurete mo ii. Hãy, lại là một câu về ngữ pháp đúng không? Ngữ pháp này của N5 phải không mọi người? N5. Cả bốn đáp án đều có chung một động từ là okureru, chính là từ chậm trễ, là từ muộn. Thì theo mọi người kết hợp như thế nào? Đứng trước wa ikemasen. Câu này có dễ không? Bạn Hương 27 bạn chọn 2 rồi. Okurete, ok ạ. Quý Như chọn 3, bắt đầu có những phương án khác nhau đây. Các bạn đang bị phân vân giữa 2 và 3 mọi người. Thanh Thảo cũng 2, Nguyễn Thắng chọn 2, Song Hỷ chọn 3, Bảo Long 2. Hãy, số 2 và số 3 thì một cái là khẳng định, một cái là phủ định đúng không? Nhưng mà cái ngữ pháp của chúng ta sẽ là VT đúng không? Mình cho VT lên đây nhá. VT wa ikemasen là một câu cấm chỉ đúng không? Không được làm V. Đấy, vì ngày mai có một cuộc họp rất là quan trọng cho nên không được đi muộn, không được chậm trễ. Đúng không nào cả nhà? Việc đi trễ là không được. Ừ đấy, thế cho nên chúng ta phải chọn là okurete chứ, không thể là V đựng quá đúng không? Hay là nakute wa và nakute là temo i wa ikemasen. Nói chung là đây là những cách kết hợp sai. Ok chưa mọi người? Sai nhá. Vì ngày mai có cuộc họp quan trọng nên không được đi muộn. Ừ, chính xác. 38. Watashi wa kono mondai ni nani nani koto ga dekimasu. 1. Wakaru. 2. Dekiru. 3. Shiru. 4. Kotaeru. Như Quỳnh chọn 4 là trả lời, chính xác. So this ne, kotaeru nó hay đi với trợ từ ni này, đúng không? Đó là tôi có thể trả lời được câu hỏi này. Câu số 1, wakaru là hiểu này. Số 2, dekiru là có thể, có khả năng làm gì đó. Số 3 là shiru là biết, đúng không? Ngoài ra nếu mà các bạn không có thời gian mà có thể xem hết được livestream hoặc là vào muộn một chút ấy thì các bạn có thể xem lại trên kênh Facebook này luôn, hoặc là xem lại trên YouTube cũng có bản đĩa được cắt ngắn lại, thì mọi người cũng có thể là chủ động thời gian và xem thêm, xem lại ở nhà nhá. Ngoài ra thì kênh YouTube của Dũng Modi cũng có đăng tải rất là nhiều những video học tiếng Nhật hay ho xịn sò. Vì vậy là mong các bạn cũng có thể là follow, cũng có thể là bấm nút đăng ký cho kênh YouTube của Dũng Modi nữa nha. Hãy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu số 39. Nihon de wa hatachi ni naru made tabako nani nani wa ikemasen. Mình lại lặp lại ngữ pháp này rồi này, chắc chắn là VT đúng không? Mình vừa chữa ở câu trước xong. Vì vậy số 1 sai. Bây giờ loại được số 1 rồi, còn số 2, 3, 4 đúng không? Các bạn xem VT chia thế nào là đúng nhá. Hãy, Kim Anh chọn 3, Kim Anh rất là nhanh luôn. Mỹ 3, Nhun Nhun 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Hãy, rồi, đấy mọi người lại phân vân tiếp 3, 4 tức là T hay là Nakute đúng không? Nhưng ngữ pháp của chúng ta là VT mọi người nhá. VT wa ikenai hoặc là ikemasen là cấm, không được làm gì. Ở đây liên quan tới quy định pháp luật của Nhật Bản, đó là ở Nhật đúng không? Thì chưa tròn 20 tuổi hoặc là chưa đủ 20 tuổi thì không được phép hút thuốc mọi người ạ. Cắn thuốc. Động từ này động từ hút chứ đúng không? Ở Nhật chưa đủ 20 tuổi thì không được hút thuốc. Ok, bạn Hương gì rất tốt này. Nói chung có ma đấy ở đây mọi người sẽ hiểu là phải từ 20 tuổi trở đi đúng không? Thì mình mới được hút thuốc nhá. Hãy, vì vậy tabako sutte wa ikemasen. Câu cuối cùng, saigo desu. Kono mise wa petto to issho ni nani nani koto ga dekimasen. 1. Hairu. 2. Hairi. 3. Hairanai. 4. Haitte. Hai. Tiếp tục là một ngữ pháp N5 tiếp, đúng không? Hai. Mình sẽ có cách chia như thế nào để đứng trước V được? Komenasai. Vừa nói luôn đáp án rồi đúng không? Đứng trước ngữ pháp koto ga dekiru, koto ga dekinai nào? Hai. Câu này bản chất giống câu hồi nãy, đúng rồi, nó đều là ngữ pháp đấy thôi, chỉ là thay đổi một chút xíu về câu cú cũng như là từ vựng ở trong câu thôi đúng không? Dung Khánh chọn 3, Huyền Thắng 1. Song Hỷ 1, 1, 3. So desu ne, đáp án của mình là 1, hay được koto ga dekimasen. Thì cái này diễn tả khả năng đúng không? Đó là không thể dẫn theo, đúng không? Dẫn theo cái gì đây nhỉ? Thú cưng vào cửa hàng này, nhà hàng này. Toàn ngữ pháp N5 vệ sensei. Mọi người hình dung nhé, là khi mà chúng ta đi thi N4 ấy, thì nó sẽ chắc chắn là có N5, bởi vì N5 là cái cơ bản, cái cơ sở nhất để mình đi lên mà, đúng không? Còn N4 thì sẽ có những câu khó hơn này, hoặc là chữ hán từ vựng liên quan tới trình độ đấy. Cho nên là trong quá trình mà chúng ta xem live này, hoặc là các bạn luyện tập làm đề thi thử ở nhà ấy, thì các bạn cũng đừng ngạc nhiên là sao lại có N5 đúng không? Hay thậm chí là có một chút xíu một hai câu của N3 gì đấy, thì đề thi nó sẽ phân bổ các level trước và level sau một chút đấy mọi người nhé. Cửa hàng này không được vào cùng quái thú.
Cách dịch quá là omoshiroi, quái thú luôn. Thú cưng đúng không? Mình phải gọi là tai xít sự chứ đúng không? Cửa hàng này không thể vào cùng với thú cưng. Hay. Phương án dịch thì có thể khác nhau một chút xíu đúng không? Nhưng mọi người đã hiểu được bản chất từ vựng cũng như là ngữ pháp sử dụng trong câu này chưa ạ? Ok chưa? Hay. Và ngày hôm nay chúng ta đã vừa cùng nhau đi xong 20 câu của GPT N4 rồi đúng không? Theo lộ trình, theo lịch thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục live N3 mọi người nhé. Thì các bạn học N4 cũng có thể vào tham khảo này. Và các bạn N3 thì nhớ cái hẹn của chúng ta vào sáng mai nhé. Hay, và cuối cùng thì mình muốn sự sume thêm cho mọi người hai cuốn sách này để mọi người có thể là học, có thể là luyện đề thêm ở nhà trong giai đoạn nước rút chuẩn bị đến kỳ thi rồi nhá. Ok chưa ạ? Hay, ngoài ra các bạn có câu hỏi, có thắc mắc gì liên quan tới bài vở ngày hôm nay không? Là cho buổi đề nhé. はい、今日はこれで終わりました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。Nhớ like và subscribe để nhận thông báo mới nhất từ Dũng Audio nhé.